nào thì gặt quả này. Câu nói thường nghe người đời hay nhắc nhau, sống ở trên đời đừng toan tính thiệt hơn, hãy sống chân thành cho nhau tình thân mến. Kiếp vô thường là cõi tạm mà thôi, chia sẻ cho nhau để đời với bớt khổ đau. Hãy thương người như thế thương thân, đừng tham danh lợi mà đánh rơi chính mình. Ai ơi, cuộc sống vô thường, có ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Kiếp người là bao, vì sao không mến thương nhau? Một mai thiệt hơn, hãy sống chân thành cho nhau tình thân mến. Kiếp vô thường là cõi tạm mà thôi, chia sẻ cho nhau để đời với bớt khổ đau. Hãy thương người như thế thương thân, đừng tham danh lợi mà đánh rơi chính mình. Ai ơi, cuộc sống vô thường, có ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Kiếp người là bao, vì sao không mến thương nhau? Một mai nhắm cho ngày.